7 bộ phận của đàn ông càng to càng giàu, tiền bạc tiêu không phải nghĩ, chị em biết vồ cưới ngay. Thưa quý vị, theo quan niệm của nhân tướng học thông qua các bộ phận trên cơ thể, chúng ta có thể đoán biết được nhiều điều về vận số con người. Và trong phần tiếp theo của chương trình tìm hiểu về nhân tướng học ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu với quý anh chị những vị trí bộ phận trên cơ thể đàn ông được quan niệm là càng to càng xấu, thì vận mệnh con người sau 35 tuổi, cuộc sống an khang, thịnh vượng, viên mãn đủ đường. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tướng đàn ông giàu có theo nhân tướng học nhất định phải có những đường nét này. Chị em đang hẹn hò cần nhớ kỹ để sau này phúc lộc cả đời. Thứ nhất, phần đỉnh tai cao. Tai cao ở đây tức là tai cao hơn so với mắt hoặc là ngang với lông mày. Thông thường, những người đàn ông có đôi tai như vậy không phải là nhiều. Trong cuộc sống và sự nghiệp học hành, họ thường được đánh giá là học rộng, hiểu nhiều, đầu óc nhanh nhạy, có khả năng sáng tạo vượt trội so với người khác. Nhìn chung, người đàn ông sở hữu nét tướng này đều là những người có trí tuệ, giàu ý chí phấn đấu, biết vươn lên từ thất bại. Đa số, họ đều là dễ dàng có được địa vị xã hội và thanh danh tương xứng. Bởi vậy, trong nhân tướng học, tai cao là đặc điểm đầu tiên phải kể đến đối với người đàn ông ưu tú giàu có. Thứ hai, đó là trán vuông cao rộng. Tướng đàn ông giàu có, vầng trán cao rộng nhô hẳn tới đỉnh đầu là những người có trí tuệ hoàn hảo. Những người có trán cao thường thông minh và cuộc sống giàu sang phú quý. Ngoài ra, nếu anh ấy đã trán cao lại thêm vuông vức thì chứng tỏ họ rất giỏi về nắm bắt cơ hội. Trong tương lai, chủ nhân sẽ là một doanh nhân thành đạt, quan hệ rộng rãi. Tiếp theo, lông mày anh ấy có hình rồng hoặc là hình mũi kiếm. Lông mày hình rồng bao gồm các đặc trưng như sợi lông mày rậm, dài, chân mày mỏng nhưng đậm dần về đuôi mày. Đuôi mày cao hơn đầu chân mày. Đây là tướng của những người đàn ông kiên cường, có ý chí bất khuất, dám nghĩ, dám làm. Một khi đã đặt ra mục tiêu thì họ sẽ phấn đấu tới cùng, đến khi đạt được kết quả ưng ý mới thôi. Khó ai có thể khiến những người này thay đổi chính kiến của mình. Trong đó, người có lông mày hình mũi kiếm vốn có đặc điểm như đuôi và chân mày tạo thành góc nhọn giống như hình tam giác, lông mày dài hơn mắt, sở hữu cặp lông mày này chứng tỏ đây là những người đàn ông có chức quyền địa vị trong xã hội. Họ coi trọng chữ tín của bản thân và có trách nhiệm với những người thân xung quanh. Khi hứa điều gì thì nhất định sẽ thực hiện. Người đàn ông này cũng có lòng tự trọng khá cao, luôn muốn mình thật hoàn hảo trong mắt người khác. Mặt vuông chữ điền. Tướng đàn ông giàu có khuôn mặt vuông hay còn gọi là mặt chữ điền. Với đặc điểm là khuôn mặt vuông vức, vầng trán cao và rộng, đường nét trên khuôn mặt đối xứng với nhau qua đỉnh mũi, nhân trung và đỉnh cằm, xương hàm hơi bạnh, độ dài và rộng của phần cằm gần bằng phần trán. Đây là người mạnh mẽ, quyết đoán, có sức chịu đựng bền bỉ, luôn tràn đầy năng lượng sống. Người sở hữu tướng khuôn mặt này thường có vận số tương đối tốt, đặc biệt đàn ông sở hữu tướng mặt này được coi là số quý tướng, thường làm quan và có sự nghiệp rộng mở. Đôi mắt của anh ấy luôn hơi sáng, không có gì gợi mở nhiều về cuộc sống của một người hơn đôi mắt. Đôi mắt, cửa sổ tâm hồn cũng là nơi dễ dàng thể hiện cho một tương lai tốt khi nó sáng và luôn mở to. Không quan trọng là hình dáng, kích thước của đôi mắt, mà quan trọng là ở sức sống bên trong nó tỏa ra. Đôi mắt sáng được bảo vệ bởi lông mày cong thể hiện cho sức khỏe tốt và sự thành công. Sống mũi cao và thẳng, theo nhân tướng học, sống mũi cao thẳng đích thị là tướng mũi của đàn ông có trí thông minh, tài ba xuất chúng. Bản mệnh sẵn sàng đối đầu với mọi khó khăn để có được sự thành công trong công việc. Bên cạnh đó, quý ông cũng không thích phụ thuộc vào ai, luôn muốn tự mình vươn lên và phấn đấu hết mình. Đối với gia đình, lúc nào họ cũng xem trọng, hết lòng vì người thân. Cuộc sống ngoài 35 tuổi của người đàn ông có sống mũi cao và thẳng sẽ bắt đầu với những chuyển biến tích cực, vận trình tiền bạc hanh thông, công việc như ý, cơ hội làm ăn tiến bộ và vô cùng phát triển. Tuy nhiên, những thông tin trên vẫn chỉ mang tính chiêm nghiệm và tham khảo. Điều quan trọng nhất mà bạn nên xem xét chính là ý chí, nghị lực, khả năng tư duy và cách làm việc.
Và ở phần tiếp theo trong chương trình lần này, phong thủy may mắn sẽ giúp anh chị điểm mặt ra 5 trong số 12 con giáp. Khi có những đặc điểm trên, sẽ có cả may mắn trong năm 2020. Có thể sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ, tiền tiêu không hết, còn tình duyên thì viên mãn. Năm Canh Tý là năm tam tai đối với một số con giáp nhưng cũng là năm mang nhiều may mắn cho các con giáp khác. Trong 12 con giáp năm nay sẽ có 5 con giáp mang may mắn khi hốt hết lộc về cho mình. Vậy đó là những con giáp nào? Đứng đầu trong danh sách lần này đó chính là những mệnh chủ tuổi Thìn. Tam hợp thái tuế quý nhân vượng, những mệnh chủ tuổi Thìn nếu có những đặc điểm trên rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với thái tuế được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những mệnh chủ tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp có thổ khí nên cũng được nở mày nở mặt, chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh và quốc ấn trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay, hãy sử dụng kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, chiêu mời các tinh hóa giải toàn bộ hung tinh của năm 2020. Về mặt tài vận, lưu niên thiên can canh kim sinh vượng, địa chi tí thủy là chính tài, tài tinh lại hợp thân, cho nên với những mệnh chủ tuổi Thìn trong năm nay được coi là năm của tài tinh, chính tài nói về thu nhập, đồng lương của người công chức, cho nên trong năm nay về vận tài lộc tương đối hanh thông. Mệnh chủ yếu nhận tài lộc từ công việc chính của mình, những công việc phụ sẽ không có thêm nhiều thu nhập cho bạn. Về mặt tình cảm, chính tài sinh quan, nam nữ mệnh chủ tuổi Thìn đều được người khác giới ái mộ và yêu quý, vận đào hoa tương đối tốt, những người độc thân thì nên nắm bắt cơ hội này. Điều cần nhắc nhở đó là vào năm Canh Tý bị lưu niên thiên can tiết thân lại gặp hoàng phan tinh, cho nên năm nay dễ gặp phải những bệnh mãn tính hoặc là nguy cơ mắc các bệnh khác tiềm tàng, dẫn đến tình trạng sức khỏe không được như lý tưởng, phải hao tài tốn của cho bệnh tật. Khuyên bạn nên dùng vật phẩm cát tường phong thủy để hóa sát, gặp hung hóa cát, được bình an, mạnh khỏe trong năm. Nếu như có vật nuôi trong nhà, cũng cần phải chú ý đến sức khỏe, vệ sinh, tránh để vật nuôi bị bệnh tật lây nhiễm. Ngoài ra, hãy luôn mang bên mình mặt bát bảo tâm kinh để gặp hung hóa cát. Tiếp theo trong danh sách sẽ là các gia chủ tuổi Sửu. Tiến sang năm 2020, vận trình của người tuổi Sửu nếu có những đặc điểm trên sẽ có khá nhiều thay đổi. Canh thổ tuế can lộ xuất thương quan, thái tuế tí thủy tọa tại thứ tài các tinh. Thương quan sinh thứ tài mà thái tuế tí và con giáp Sửu tạo thành cục diện nhị hợp nên sẽ có nhiều tin vui báo về. Vì con giáp Tý và Sửu tương hợp, nhiều cơ hội hợp tác phát triển. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, mệnh chủ Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai sẽ rất cát lành. Về mặt công việc, sự xuất hiện của Thái Dương, Ngọc Đường, Bản An, Thiên Xá và Thiên Y cùng xuất hiện có lợi cho vận trình phát triển sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Sửu. Đây là một năm có nhiều cảm xúc trong công việc của mình và có thể nhận được sự ưu ái giúp đỡ của quý nhân. Tử vi năm 2020 của tuổi Sửu cho thấy, con giáp này nếu hợp tác làm việc thì hiệu quả công việc sẽ tăng cao, các kế hoạch đề ra cũng chỉnh chu hơn, nhất là những ai làm kinh doanh buôn bán thì càng thấy rõ qua mức lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Thứ tài vượng có lợi cho các dự án thủy lợi hay ẩm thực, tài lộc về nhà nhiều như nước, bản mệnh kiếm được tiền bằng chính tài trí của mình. Hơn nữa, tài lộc toàn tự tìm đến với người tuổi Sửu, chứ con giáp này chẳng cần phải tìm kiếm mất thời gian. Tài lộc bất ngờ, hoành tài, các khoản đầu tư đều thu được nguồn lợi lớn, con giáp này dễ dàng có tiền trong tay. Tuế can lộ xuất thương quan, trong công việc cần lưu ý kẻo vướng họa khẩu thiệt thị phi, hãy cẩn trọng với những hành động và lời nói của mình. Tốt nhất nói ít làm nhiều để hạn chế nói nhiều nói sai mà bị tiểu nhân hiểu lầm hoặc bị kẻ tiểu nhân xúc xiểm. Vậy luôn, hãy mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế để nghênh đón quý thần, giải hung tinh, chọn đời được may mắn bình an.
Trong năm nay thì phạm phải tam tai, con giáp này còn có thể đón nhận những tin chẳng mấy tốt lành, tuy nhiên chỉ ở mức độ nhẹ. Bản mệnh có thể làm việc do dự thiếu quyết đoán, không đủ tự tin cũng sẽ dẫn đến thất bại khó tránh. Nên chủ động tích cực trong việc thể hiện mình, nắm giữ thời cơ sẽ dễ dàng có được mục tiêu mình mong muốn. Trong năm, chuyện học hành thi cử của những chú trâu vô cùng tốt lành, thành quả đạt được không ngoài kỳ vọng. Không phụ công học hành vất vả sau một thời gian dài của mình, hãy cố gắng tích cực, chịu khó tham gia các kỳ thi để trau dồi thêm kinh nghiệm và kiến thức cho mình, đặt nền móng vững chắc cho những thành công về sau. Tuy nhiên, trong năm thủy khí quá vượng, do chịu ảnh hưởng của thái tuế tí thủy, con giáp này dễ cảm thấy áp lực và nặng gánh, khiến cho tinh thần căng thẳng không được dễ chịu thoải mái. Điều này không có lợi chút nào cho sức khỏe, mệnh chủ nên tìm cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Làm việc chăm chỉ nhưng cũng cần nghỉ ngơi giải trí phù hợp, tự tạo ra niềm vui và cảm hứng cho mình. Có thế mới tránh được những tác động xấu ảnh hưởng đến sức khỏe. Hàng ngày nên dành thời gian để tập luyện thể dục thể thao, tăng sức đề kháng, cũng đừng quên tâm sự chia sẻ với người thân gia đình, vừa tăng tình đoàn kết mà còn vừa có thể điều tiết được cảm xúc của mình. Để được bình an trong cuộc sống, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu. Và tiếp theo, xếp hạng thứ 3 trong danh sách của chúng ta sẽ là mệnh chủ tuổi Thân. Tam hợp quý nhân có nhiều sự giúp đỡ cho sự nghiệp hanh thông, cơ hội cầu tài càng nhiều hơn. Năm 2020, thái tuế tí thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân. Vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Về mặt sự nghiệp, có lợi chính là tam hợp với chi năm. Hơn nữa, thái tuế là thương quan của tuổi Thân. Điều này có nghĩa là mệnh chủ tuổi Thân có nhiều cơ hội hợp tác không tồi. Được thái tuế tương trợ nên vận hạn của mệnh chủ tuổi Thân rất cát lành. Những mệnh chủ tuổi Thân năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp cũng được nở mày nở mặt, chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác. Năm nay, hãy sử dụng kinh bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, chiêu mời các tinh hóa giải toàn bộ hung tinh của năm 2020. Vận quý nhân tương đối vượng, mọi việc đều có trợ giúp. Không chỉ tâm thân vui sướng, năng lực của bản thân được phát huy, càng xuất hiện không ít cơ hội thăng tiến. Và là năm sự nghiệp hanh thông, quyền thế, thu nhập đều đột phá. Hơn nữa, tứ lục văn xương tinh đến là khôn của Thân. Một vài người làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán, văn nghệ, thiết kế đang có chủ tính. Thực hiện các dự án thiết kế phát huy sáng tác sẽ có biểu hiện tốt. Bất lợi chính là bạch hổ, chỉ bối địa sát, dễ mang đến cho tuổi Thân một vài khẩu thiệt thị phi, cần hết sức tránh và giảm thiểu những tổn thất không đáng có. Về mặt tình cảm, thái tuế thương quan hợp Thân, mệnh chủ tuổi Thân có vận thế trong năm nay rất vượng về nhân duyên, có thể chủ động bỏ ra công sức để kinh doanh, mặt tình cảm trong cuộc sống nhiều hơn sự ngạc nhiên và lãng mạn. Các bạn nam nữ tuổi Thân trong năm nay thì có mối quan hệ xã giao cũng rất tốt, ngoài ra có lợi cho việc mang bầu và làm ấm hơn tình cảm trong gia đình. Nhưng vì thương quan bất lợi cho phu tinh nên với những bạn đơn thân nên kiên nhẫn đợi chờ thời cơ thích hợp để nửa kia xuất hiện, không nên nóng vội. Mệnh chủ tuổi Thân năm nay hợp thái tuế, cơ hội rất nhiều, tuy gặp quấy rối bất lợi của hung tinh, nhưng chỉ cần có lòng tin, kiên định thực hiện, biểu hiện năng lực của bản thân cho thật tốt, tích lũy, trí tuệ kinh nghiệm sẽ có được phần thưởng cùng với sự tôn trọng xứng đáng. Để hóa giải vận hạn và tăng cường thêm tài lộc may mắn cho năm 2020, bạn hãy sử dụng vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn theo sự hướng dẫn của chuyên gia phong thủy để hộ thân tăng cường tài lộc của mình. Tiếp theo trong danh sách của chúng ta đó chính là những mệnh chủ tuổi Dần. Theo dõi tử vi năm 2020 của những người tuổi Dần, con giáp này có những đặc điểm như đã được nêu ở trong phần 1 thì trong năm nay không chịu ảnh hưởng của thái tuế, vận trình nhờ thế mà cũng bất phần xui xẻo lận đận. Năm Canh Tý, Dần Thổ lộ xuất thiên quan, thái tuế Tý Thủy có chính ấn trợ mệnh, tương sinh cho tuế can Canh Kim, giúp bản mệnh gặp thêm may mắn.
Để được Thái Tuế tương trợ và gặp nhiều may mắn hơn, hãy luôn mang theo bên mình kim bài Thái Tuế năm 2020 để được quý thần tương trợ, tăng cường cát tinh, hóa giải hung tinh, mang lại may mắn bình an trong cuộc sống. Vận trình sự nghiệp của tuổi Dần về cơ bản, con giáp này sẽ gặp được khá nhiều cơ hội để chuyển vận cho mình, song các cơ hội này không dễ để nắm bắt, cần phải chủ động tìm kiếm và nắm giữ thì mới có lợi cho việc thăng quan tiến chức, tăng chế độ đãi ngộ, đồng thời nhận được sự ưu ái và nâng đỡ của cấp trên. Đặc điểm trong năm Canh Tí này là bản mệnh thi cử rất suôn sẻ, lấy bằng cấp chứng chỉ dễ dàng, xin việc ứng tuyển cũng thuận lợi. Có thể thoải mái thực hiện kế hoạch nhảy việc hay điều chuyển vị trí thích hợp, có được mức lương thưởng và đãi ngộ tốt hơn. Song con giáp này cũng cần phải chủ động và tích cực, đồng thời tận dụng các mối quan hệ sẵn có, bởi Thái Tuế không trực tiếp tương sinh cho bản mệnh nên chỉ có cơ hội chứ không cho may mắn. Ngoài ra, Thái Tuế Tý Thủy là chính ấn tinh của tuổi Dần, tượng trưng cho sự giúp đỡ, hỗ trợ của trưởng bối với con giáp này, đồng thời thể hiện sự thuận lợi trong các dự án có tính lưu động lớn như thủy lợi, thủy sản hay là kinh doanh, mặt hàng ẩm thực, ăn uống. Trong năm cũng có khá nhiều hung tinh, nhưng nhờ có các tinh che chở lại không chịu ảnh hưởng của Thái Tuế nên không gây ra quá nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, nó vẫn dễ mang tới những trận kinh sợ hoặc tổn hại nho nhỏ với bản mệnh và người thân. Mới thoát khỏi hạn Thái Tuế nên vận trình ban đầu còn nhiều gian nan lận đận, vậy nên người tuổi Dần cần phải sử dụng pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất luôn mang theo bên mình để tăng cường quý thần tương trợ, hóa giải thị phi, kích hoạt tài lộc cho tuổi Dần vào năm 2020. Trong năm nay, đường tình duyên bất thuận, nhà cửa dễ bị trộm cắp ghé thăm, thiên cẩu hung tinh chiếu mệnh, nhà có trẻ nhỏ nên tránh để trẻ chơi một mình, hạn chế tiếp xúc với động vật trong nhà như mèo hay chó để tránh những thương tích không đáng có. Tử vi năm 2020, sự nghiệp của tuổi Dần năm nay có thiên ấn và chính ấn cùng trợ mệnh, chuyện học hành thi cử, lấy bằng cấp, chuyển việc, xin việc, thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Song bản mệnh cũng đừng quá chủ quan, bởi cơ hội trong năm không nhiều, nếu không biết nắm bắt cũng khó có thể xoay chuyển được vận mệnh, cần phải chủ động tìm kiếm nắm giữ cơ hội dành cho mình, đừng lười biếng cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tự tin vào thực lực của mình thì con giáp này có thể tiến hành đầu tư vào các dự án tài chính cũng khá tốt, nên dành thời gian để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm cho mình. Và cuối cùng trong danh sách lần này đó chính là mệnh chủ tuổi Tỵ. Năm 2020, tuổi Tỵ phần nào chịu ảnh hưởng của Thái Tuế ngũ hành xung khắc nên phải gánh trên vai khá nhiều áp lực, nhất là về vấn đề kinh tế, có thể sẽ bị chèn ép hạn chế rất nhiều. Sự nghiệp cũng không được như ý. Trong năm Canh Tí, Tuế can canh thổ lộ xuất chính tài, Thái Tuế Tý Thủy gặp chính quan tinh, Tý Thủy và Tỵ hỏa xung đột mạnh, về phần vận khí sẽ đẩy nhiều khó khăn về phía những chú rắn. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài Thái Tuế. Thời gian này, bản mệnh sẽ có khá cơ hội tiếp cận với tài lộc, thường là những mối buôn bán nhỏ lẻ hay là việc làm thêm tăng thu nhập tài lộc, tuy nhỏ nhưng tích tiểu thành đại. Có điều may mắn thường như cát trượt qua tay, khó lòng nắm giữ. Về sự nghiệp thì con giáp này không được cấp trên ưu ái phát triển năng lực, bản mệnh muốn thể hiện bản thân nhưng không được trao cơ hội. Ngoài mặt không phải chịu áp lực gì, nhưng với con giáp này đó lại là áp lực vô hình khi mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ. Tuổi Tỵ thường lo sợ việc mình trở nên vô hình trong mắt người khác, luôn phải nỗ lực để gây ấn tượng và xây dựng chỗ đứng cho bản thân. Tuy nhiên điều này sẽ mang tới nhiều sự bất mãn cho bản mệnh vào năm 2020. Đòi hỏi bản mệnh phải bình tĩnh, giữ cho đầu óc sáng suốt, tìm cơ hội chính xác để chuyển mình đổi vận. Thái Tuế năm 2020 cũng mang theo không ít những hung tinh gây xung sát cho tuổi Dần, chủ yếu gây tai họa, tán tài hao lộc và mất đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình. Ngoài ra thì những người cầm tinh con giáp này cần nhớ kỹ, năm Canh Tí trở nên chủ quan tham gia đầu tư mạo hiểm hay là chơi cờ bạc đỏ đen. Thái Tuế ngự tại chính quan cho thấy hiện diện của chính nghĩa là đại diện cho pháp luật, đi trái với vận mệnh mà làm trái pháp luật thì chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề, không chỉ mất tiền của mà còn nguy cơ vướng vào vòng lao lý.
Năm Tý Thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực, bất cần trong suy nghĩ và hành động do bị hỏa khắc chế, có thể sẽ gây ra áp lực lớn về mặt tinh thần hay là vết thương ngoài da. Tim mạch không được tốt sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con giáp này. Con giáp này đang nỗ lực hết sức để gây dựng chỗ đứng cho bản thân nhưng đôi khi lại thấy chán nản, bất mãn khi mà cố gắng của mình không được thừa nhận và mắc phải sai lầm đáng tiếc. Để bổ trợ cho thân mệnh, giúp gia chủ kích tài nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh là Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Trên đây là năm con giáp có tố chất hơn người nên sẽ mau chóng giàu có thịnh vượng. Bạn có nằm trong năm con giáp này hay không? Nếu không thì hãy cùng like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo xem có mặt con giáp tuổi mình hay không nhé. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi anh chị, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.